Chúng tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi là văn phòng đạt doanh thu triệu đô trên một tháng kinh doanh. Thế nhưng biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Chúng tôi tận dụng công nghệ tăng cường sự kết nối, lan tỏa yêu thương. Tôi đam mê gặp gỡ khách hàng đều đặn hàng ngày. Luôn thật tỉnh cùng nhau thành công, hỗ trợ bằng tinh thần, cho đi không tính toán. Giết! Chúng tôi rất tự hào khi có một giám đốc dự án MBFT vừa trẻ trung, xinh đẹp, năng lượng, có nhiều chiến lược thông minh. Quang Minh, quyết tâm,